Iran lần đầu phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Khoeba với tầm bắn 2.000 km, dường như để dàn mặt Israel. Truyền thông nhà nước Iran hôm 25 tháng 5 tuyên bố nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu lỏng Khoeba, phiên bản nâng cấp của dòng Khorramshah-4, với tầm bắn khoảng 2.000 km và mang được đầu đạn thông thường nặng 1.500 kg. Tên lửa nội địa Khoeba sở hữu nhiều tính năng nổi bật như thời gian chuẩn bị và sẵn sàng phóng rất ngắn, cho phép nó thực hiện cả nhiệm vụ chiến thuật và chiến lược, hãng thông tấn INA cho hay, thêm rằng tầm bắn của Khoeba cho phép nó vươn tới mọi căn cứ của Mỹ và Israel trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Esthiani tuyên bố vụ thử tên lửa là thông điệp gửi tới bạn bè và kẻ thù của Iran, cho thấy Tehran sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và thành tựu của đất nước, cũng như đóng góp vào ổn định khu vực và răn đe đối thủ. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng quá trình phát triển tên lửa đạn đạo của Iran là mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh khu vực và thế giới, cho rằng đây là thách thức không nhỏ với nỗ lực chống phổ biến vũ khí. Thông tin được đưa ra 2 ngày sau khi tư lệnh quân đội Israel Hezi Halevi đề ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nhằm đối phó chương trình hạt nhân của Iran. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, JIA, hồi năm ngoái cho biết Iran sở hữu chương trình phát triển tên lửa rất lớn, với quy mô cùng mức độ tinh vi liên tục gia tăng. Theo JIA, lực lượng tên lửa của Iran lớn nhất Trung Đông, bất chấp các nỗ lực kiềm hãm của phương Tây trong nhiều thập kỷ. Một quan chức tình báo Mỹ giấu tên sau đó tiết lộ đánh giá này được đưa ra khi so sánh với tiềm lực tên lửa của Israel, quốc gia có nền quốc phòng hàng đầu khu vực. Iran không công nhận nhà nước Israel, luôn ủng hộ các tổ chức vũ trang chống lại nước này và thường xuyên đe dọa Israel. Ngược lại, Tel Aviv cũng coi Tehran là mối đe dọa hiện hữu và là nguy cơ lớn nhất đối với tương lai của đất nước, đồng thời nhiều lần không kích cơ sở của dân quân thân Iran tại Syria. Căng thẳng Iran-Israel gần đây tiếp tục leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Giới chức Israel cho rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử, trong khi Tehran bác bỏ hoàn toàn. Israel từ lâu đã đe dọa tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington không thể khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.